làm nổi bật dữ liệu với Conditional Formatting. Bạn có một bảng dữ liệu với nhiều con số lộn xộn và bạn không biết phải làm thế nào để nhấn mạnh các con số trong bài báo cáo khi trình bày. Đừng lo, đã có công cụ Conditional Formatting. Đầu tiên, ta quét khối toàn bộ dữ liệu muốn định dạng. Sau đó, ta vào tab Home và chọn Conditional Formatting. Trong đó, Highlight Cell Rule là tô highlight theo màu các ô dữ liệu theo quy luật mà ta định sẵn. Top Bottom Rules là tô màu các ô theo thứ tự giá trị lớn nhất và nhỏ nhất. Data Bars là vẽ các ô dữ liệu thành dạng thanh tùy theo giá trị và quy luật mà ta setup. Color Scale là tô màu các thang đo, từ đậm đến nhạt tùy vào giá trị và quy luật. Và cuối cùng là Icon Set là ta sẽ tạo định dạng ký hiệu, tùy thuộc vào giá trị của từng ô. Ngoài ra ta còn có các nút, New Rules là tạo quy luật cho các ô, Delete Rules là xóa quy luật, Manage Rules là quản lý các quy luật mà ta đã tạo. Để ví dụ, mình sẽ chọn mục đầu tiên là tô highlight cho các ô giá trị. Mình sẽ tạo quy luật cho các giá trị lớn hơn 2 triệu thì sẽ tô màu xanh lá và bấm OK. Bên cạnh đó, mình có thể tùy chỉnh các giá trị lớn hơn, nhỏ hơn hay bằng và tạo quy luật và màu sắc riêng ở More Rules. Trong More Rules sẽ có các mục Apply Rule To là nơi áp dụng quy luật, Rule Type là lựa chọn quy luật sẵn có theo gợi ý hoặc ta có thể sử dụng công thức, Edit Rule Description là thay đổi một số yếu tố như áp dụng quy luật cho các ô chứa giá trị, các ô trống, các ô lõi và ta cũng có thể tùy chỉnh màu sắc mà ta thích. Tiếp theo về Top Bottom Rules cũng tương tự, ta định dạng ô dữ liệu theo thứ tự xếp hạng top 10 từ trên xuống hay từ dưới lên, hoặc là so với giá trị trung bình giữa các ô dữ liệu. Và mình thường sử dụng Data Bars để biểu diễn các giá trị trực quan hơn khi làm báo cáo. Các giá trị sẽ được thể hiện dưới dạng thanh. Và cũng tương tự ở Color Scale hay là Icon Set mà mình vừa giải thích ở trên. Trong trường hợp ta muốn xóa các quy luật định dạng tại các ô mà ta đã chọn, hay toàn bộ trang, ta click vào Clear Rules. Trong Manage Rules sẽ tổng hợp lại tất cả các quy luật mà ta đã tạo. Ta có thể tùy chỉnh, xóa hoặc copy. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn thành công. Nếu như các bạn thấy video hữu ích, hãy để lại một like, share, comment và cảm nghĩ. Subscribe kênh YouTube và follow mình để biết thêm nhiều người hay nhé. Và chân thành cảm ơn bạn đã xem hết video này.